Đây anh em nha, đây là cái chân tần nhân tạo. Đó, chân tần nhân tạo nha. Đó, đây mình thì mới buột vào đây này. Đấy. Đấy, cái chân tần nhân tạo này này. Đấy, cực ok luôn anh em nhé. Đấy. Đây thì có máy cấy liền. Đó. Mình thì chỉ làm demo cho anh em thôi. Đó. Đấy, mình dùng cái dây rút buột. Buột đây này. Đấy. Cái này thì mình đã làm một cái rồi. Đó, và bây giờ mình sẽ làm nốt mấy cái này. Đó. Anh em cùng theo dõi nha. Hãy nhớ nếu thích video và cảm thấy yêu nghề, yêu ngành đấy, thì đây là một nghề của mình. Hãy nhớ chia sẻ cái video đến những người bạn của mọi người, với lại nếu yêu thích cái kênh của mình thì đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video mình sẽ cho mọi người thấy mới nhất. Đúng không? Và anh em có nhu cầu mua cái chân tần nhân tạo này thì mình liên hệ với mình nhá. Đó, mình sẽ cung cấp cho anh em. Đó. Anh em yên tâm. Đó. Đây. Đó. Còn bên này. Đó, bên này là cái chân tần mình làm. Nếu anh em không có nhu cầu, nếu anh em không muốn cái chân tần nhân tạo thì anh em để được cái tần nhộng cũ của ông dế thì làm này. Đấy, đây cũng có. Đây. Đó. Đây này. Đấy. Đây nha, đấy, anh em so sánh này. Này, nó cũng gần giống mô tê luôn đấy. Nó gần giống mô tê luôn. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ cho vào thùng ong. Đó. Đó. Rồi, mình sẽ làm nốt một cái nữa. Anh em cùng theo dõi nhá. Cho anh em xem đấy, cực kỳ ok luôn nha. Đấy, anh em có nhu cầu alo mình. Làm cái này tạo cái gờ, cái ránh cho cái dây rút của mình chui vào trong kia nhé, để mình dễ đậy nát vào. Cái chân tần này thì nó sẽ, cái chân tần này thì đây, chân tần này nó sẽ có hai cái lỗ để mình buột. Nó sẽ có
có hai cái lồ bé bé ở đây mình muốn nhá. Đấy, cái lồ bé bé này đấy. Còn mình thì cũng hai cái lồ bé quá dù dây rút anh em nhá. Dễ buồn chắc. Khít kiểu này này đấy, anh em cái chân tần này thì anh em mua về anh em chỉ việc dùng thôi. Đó, không phải lo nghĩ gì về cái gì hết. Cái chân này, chân tần này thì người ta mạ một cái lớp nữa là cái hạt 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 kiểu như là cái bột gỗ người ta cho vào đây để ông dế nó dễ bán, với lại cái trứng nó dễ bán anh em nhé. Dây rút thì mình chỉ cần buồn một bên thôi là cũng ok rồi. Anh em ai có nhu cầu ấy liên hệ với mình nhé, mình sẽ để cái số điện thoại của mình dưới cái phần mô tả nhé. Cầu gọi điện trực tiếp cho mình. Đó, mình sẽ cung cấp cho anh em luôn, bao nhiêu cũng có anh em nhé. Tính thủ mua về để làm cái vụ ông sấn sấn này mới ok anh em nhé. Đó, ok chưa? Quá ok luôn. Đẹp chưa? Cái này thì chắc phải tầm mấy cân chứ. Bao nhiêu phút rồi ta? Đây. Dây xuống này. Anh em ơi, cố lên anh em. Anh em đang mê, cố lên anh em ơi. Đấy, cực đẹp luôn, cực ok luôn. Đúng. Mình rồi thế nhá, mình chỉ làm một tê cho anh em xem thôi. Muốn video dài không có ai xem đâu anh em nhá. Đó. Anh có nhu cầu mua chân tần thì alo mình nhá. Đó. Và nếu anh em hãy nhớ ấn cái nút đăng ký để theo dõi những cái video sớm nhất của mình nhé.
bây giờ mình thì sẽ làm tiếp mấy cái thôi, nhưng mà hôm qua cho anh em xem nữa kiểu mọi người lại chán nhá. Rồi nhớ những người mới nhớ ấn cái nút đăng ký cho mình nhá, để không bỏ lỡ những cái video hay hơn nữa nhá. Rồi xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong cái clip tiếp theo nhá.